Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin vừa điều trị thành công ca bệnh mắc chứng co giật nửa mặt. Theo đó, bệnh nhân B, 50 tuổi, ngụ tại Nghệ An, nhập viện ngày 18 tháng 6 năm 2024 với lý do co giật nửa mặt bên phải nhiều, kéo dài. Theo lời kể của bệnh nhân, biểu hiện co giật nửa mặt phải xuất hiện từ 25 năm nay. Bệnh nhân đã đi khám và điều trị ở nhiều nơi như tiêm bô tốc, châm cứu, nội khoa nhưng không đỡ. Gần đây, chứng co giật nửa mặt phải tăng lên, vì vậy bệnh nhân đến khám. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán xung đột mạch máu thần kinh mặt, thần kinh số 7 bên phải và có chỉ định mổ. Bệnh nhân nhập viện khoa ngoại thần kinh A7B để điều trị. Sau khi hội trần kỹ càng, các bác sĩ đã lên kế hoạch mổ cho bệnh nhân. Đây là một ca bệnh điển hình trên lâm sàng của bệnh lý co giật nửa mặt, tuy nhiên cũng là một ca khó vì không thấy rõ hình ảnh xung đột mạch máu thần kinh trên phim cộng hưởng từ. Nhưng với sự tin tưởng của người bệnh, người nhà người bệnh cùng sự quyết tâm của đội ngũ y, bác sĩ, khoa ngoại thần kinh đã tiến hành phẫu thuật giải phóng chèn ép thần kinh mặt. Cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, các triệu chứng co giật mặt gây ảnh hưởng cuộc sống suốt 25 năm qua đã hoàn toàn được loại bỏ. Sau phẫu thuật, với sự chăm sóc nhiệt tình của đội ngũ nhân viên, bệnh nhân đã hồi phục nhanh chóng và được ra viện vào ngày 26 tháng 6 năm 2024. Cùng tương tự trường hợp trên, suốt 4 năm, người phụ nữ luôn sống trong sợ hãi vì những cơn co thắt bất chợt làm mất tự tin trong giao tiếp, hạn chế tầm nhìn khi lái xe trên đường hay mất ngủ mỗi đêm. Đó là trường hợp của chị Hát, ngụ tại thành phố Tân An, tỉnh Long An. Người phụ nữ đến một bệnh viện tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, khám trong trạng thái thường xuyên bị co giật một bên mặt. Chị hát kể, 4 năm trước, co giật lúc đầu chỉ xuất hiện ở mi mắt, sau đó lan ra toàn bộ một bên mặt. Suốt khoảng thời gian này, người phụ nữ luôn sống trong sợ hãi vì những cơn co giật bất chợt, làm mất tự tin trong giao tiếp, hạn chế tầm nhìn khi lái xe trên đường hay mất ngủ mỗi đêm. Qua khai thác bệnh sử, thăm khám và chụp hình não khảo sát vùng dây thần kinh mặt, bác sĩ Lê Trọng Nghĩa, chuyên khoa ngoại thần kinh chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh co giật nửa mặt bên trái. Đối với bệnh lý này, phẫu thuật là phương pháp điều trị chính và hiệu quả nhất. Bệnh nhân được tư vấn, đồng ý nhập viện thực hiện vi phẫu giải ép thần kinh mặt số 7, có nội soi hỗ trợ. Cả phẫu thuật kéo dài trong 3 giờ thực hiện thành công. Hậu phẫu, sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt, hết co giật và được xuất viện ngày thứ tư sau mổ. Bác sĩ cho biết, bệnh co giật nửa mặt là tình trạng một nửa khuôn mặt của bệnh nhân bị biểu hiện thường bắt đầu bằng co giật xung quanh mắt một bên khi dây thần kinh mặt bị chèn ép làm ảnh hưởng đến các tín hiệu điều khiển các cơ vùng mặt chấn thương ở đầu hoặc mặt cũng có thể gây chứng co thắt nửa mặt do tổn thương hoặc chèn ép các dây thần kinh mặt ngoài ra nếu có khối u chèn ép cũng có thể gây ra bệnh tình trạng này thường bắt đầu biểu hiện ở tuổi trung niên và nữ có xu hướng mắc nhiều hơn nam giới. Bệnh nhân sẽ bị co cơ, co giật mặt mà không điều khiển được, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống. Kỹ thuật vi phẫu giải ép thần kinh là một phương pháp điều trị hiệu quả, với tỷ lệ thành công khoảng 70% các trường hợp co giật nửa mặt. Hiện nay, với sự phát triển của y học hiện đại, bác sĩ sẽ kết hợp giữa kính vi phẫu và hệ thống nội soi để nhìn rõ hơn cấu trúc bên trong não, giảm nguy cơ biến chứng sau mổ cho bệnh nhân. Ngoài phương pháp này, tùy tình trạng cụ thể, bệnh nhân sẽ được cho dùng thuốc hoặc tiêm botulinum toxin bác sĩ nghĩa khuyến cáo nếu có các biểu hiện co thắt cơ mặt một bên như thay đổi khả năng nghe ủ tai đau tai co thắt lan xuống toàn bộ khuôn mặt người dân nên đến các bệnh viện có chuyên khoa ngoại thần kinh để được trần đoán chính xác và điều trị hiệu quả việc điều trị bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ đem lại hiệu quả cao mà còn giúp người bệnh sớm lấy lại chất lượng cuộc sống theo các bác sĩ Co giật nửa mặt là bệnh lý thần kinh mãn tính, biểu hiện lâm sàng đặc trưng bởi những cơn co giật một bên mặt, ngắt quãng và không theo chủ ý. Bệnh không gây đau hay đe dọa tính mạng, nhưng nó lại ảnh hưởng không nhỏ đến thẩm mỹ và tâm lý xã hội của người bệnh nếu không được điều trị. Phẫu thuật giải ép vi mạch thông qua đường sau xoang Sinh Ma là phương pháp điều trị hiệu quả bệnh lý này. Các cơ của vùng mặt được điều khiển bởi các dây thần kinh mặt, còn gọi là dây thần kinh bảy hay dây thần kinh sọ thứ bảy có một dây thần kinh mặt mỗi bên, nó bắt đầu từ sâu bên trong não và qua nhiều cấu trúc để đến khuôn mặt. Các dây thần kinh mặt dẫn truyền tín hiệu từ não đến các cơ vùng mặt thực hiện co thắt hay thư giãn cơ. Ví dụ, các dây thần kinh mặt điều khiển việc chớp mắt, nhăn mũi và chu môi. Nếu dây thần kinh mặt bị chèn ép vào ở vị trí nào đó trên đường đi, điều này có thể gây ảnh hưởng đến các tín hiệu điều khiển các cơ vùng mặt. Điều này có thể gây ra co cơ hoặc co giật cơ khi bạn không điều khiển co cơ co giật nửa mặt là một bệnh hiếm gặp. Ở Anh có khoảng 4.000 người bị co giật nửa mặt. Nó xảy ra ở cả nam và nữ, mặc dù phụ nữ có xu hướng bị thường xuyên hơn so với nam giới. Các triệu chứng thường bắt đầu ở tuổi trung niên. Nguyên nhân gây ra co giật nửa mặt vẫn chưa được hiểu rõ. Tại thời điểm này, các bác sĩ tin rằng nguyên nhân chính là do chèn ép lên dây thần kinh mặt từ một cấu trúc hoặc bất thường trong não nguyên nhân thường gặp nhất là do mạch máu ở thân não chèn ép lên dây thần kinh còn có nguyên nhân hiếm gặp khác chẳng hạn như nhiễm trùng hoặc đột quỵ đôi khi không có nguyên nhân rõ ràng và các bác sĩ có thể gọi nó là co giật nửa mặt vô căn không rõ nguyên nhân co giật thường bắt đầu xung quanh mắt cơ vòng mi lúc đầu những cơn co giật nửa mặt xuất hiện từng đợt dần dần cơn co giật nửa mặt trở nên nặng hơn và có thể trở nên liên tục phía bên trái của mặt thường bị nhiều hơn bên phải các cơn co giật nửa mặt có thể lan ra liên quan đến các cơ khác trên cùng một bên của khuôn mặt. Miệng và hàm thường bị co giật, các góc của miệng có thể bị kéo lên bởi sự co thắt thường xuyên. Một số bệnh nhân có thể cảm thấy mất tự tin và khó chịu với những cơn co giật, những người khác thấy sự co thắt có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của họ, nhưng con mắt còn lại không bị ảnh hưởng, họ vẫn có thể nhìn thấy. Đối với một số người, những cơn co giật nửa mặt có thể trở nên nặng hơn khi họ đang bị mệt mỏi và căng thẳng. Triệu chứng cũng có thể cải thiện khi họ nằm nghỉ. Nếu bạn đang lo lắng về cơn co giật một bên của khuôn mặt, nên đến gặp bác sĩ. Họ sẽ đặt câu hỏi về những gì xảy ra và nó đang ảnh hưởng như thế nào đến bạn. Họ có thể khám và hội trần với các bác sĩ chuyên về thần kinh. Mặc dù hiện nay chưa có cách chữa trị đảm bảo hiệu quả, một số phương pháp điều trị đang được khuyến khích như uống thuốc, phương pháp này có thể là hữu ích khi co giật nửa mặt nhẹ hoặc không thường xuyên thuốc chống động kinh như carbamazepine hoặc topiramet có thể hữu ích trong một số người bị co giật nửa mặt những loại thuốc này hoạt động bằng cách làm ổn định xung động thần kinh thuốc benzodiazepin như diazepam và clonazepam là thuốc an thần chúng có thể giãn cơn co thắt nhưng cũng có thể làm cho bạn cảm thấy buồn ngủ việc đáp ứng với các loại thuốc này có thể khác nhau và có thể mất thời gian để chỉnh liều sẽ cần phải uống thuốc lâu dài tiêm botulinum. Botulinum được sản xuất bởi các vi khuẩn Clostridium botulinum. Nó thường gây ngộ độc, ngộ độc thực phẩm, nhưng khi nó được sử dụng với liều lượng được kiểm soát, được sử dụng một cách an toàn để giãn co cơ quá mức, nó được tiêm vào các cơ mặt và ngăn chặn các tín hiệu từ các dây thần kinh. Điều này giúp ngăn chặn sự co thắt. Một mũi tiêm có tác dụng 2 đến 3 tháng và bắt đầu có tác dụng trong vòng một vài ngày. Khoảng 7 đến 8 người trong số 10 người co giật nửa mặt được giúp đỡ bằng cách tiêm botulinum tiêm botulinum có thể có tác dụng phụ, tiêm thường gây sụp mí mắt sau 1 hoặc 2 tuần. Phẫu thuật Có một số loại phẫu thuật có thể được thực hiện, trong đó có phẫu thuật giải ép vi mạch. Việc phẫu thuật này nhằm rời các mạch máu có thể gây chèn ép lên cây thần kinh mặt. Phẫu thuật có thể chữa khỏi bệnh, nhưng đôi khi không thích hợp cho một số bệnh nhân bị co giật nửa mặt như trường hợp những bệnh nhân cao tuổi hay có bệnh lý nội khoa không cho phép gây mê toàn thân. Có một số biến chứng có thể xảy ra sau phẫu thuật vì lý do này phẫu thuật thường chỉ được dành cho những trường hợp co thắt nặng phẫu thuật cũng chỉ được sử dụng khi các phương pháp điều trị khác đã thất bại để phòng ngừa cơn co giật nửa mặt người dân nên duy trì lối sống lành mạnh tránh stress thường xuyên luyện thể dục thể thao xây dựng chế độ ăn uống hợp lý nếu xuất hiện các triệu chứng co giật nửa mặt cần đi khám và điều trị kịp thời tránh để bận kéo dài gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày